Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video vlog công nghệ trên kênh YouTube của mình. Như các bạn đã biết thì thời gian gần đây Xiaomi đã trang bị cho những sản phẩm giá rẻ của mình hai cái tính năng rất là hay. Thứ nhất đó là nó có loa ngoài là loa kép. Bây giờ gần như là những sản phẩm kể cả giá rất rẻ của Xiaomi, ví dụ như là Poco M3 chẳng hạn, là nó cũng đã có loa kép với tầm giá khoảng hơn 3 triệu rồi. Hay là những cái sản phẩm như Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro là hiển nhiên là sẽ có loa kép rồi. Xong rồi K40, K40 Pro, rồi Poco F3, Poco F3 Pro, Poco X3, Poco X3 Pro, tất cả đều có loa kép hết. Đấy. Và thời gian gần đây thì Xiaomi cũng trang bị cho những sản phẩm của mình cả khả năng kháng nước kháng bụi nữa, mặc dù chỉ là IP53 thôi. Ví dụ như là cái chiếc Redmi Note 10 mà mình đang cầm ở trên tay ở đây, đấy, nó chỉ kháng nước kháng bụi là IP53 thôi. Hơi đáng tiếc là K40 lại không kháng nước kháng bụi nhỉ. Hơi đáng tiếc đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bạn thì lại comment rằng là ui dồi ôi, cái ông Xiaomi ra kháng nước kháng bụi IP53 nó chỉ làm màu thôi. Ui dồi ôi, chiêu trò marketing thế này nọ. Hay là thậm chí là có những bạn bảo là kể cả có kháng nước kháng bụi IP68 đi chăng nữa thì cũng chả cần, đúng không? Thế theo các bạn thì kháng nước kháng bụi có cần hay không ạ? Cá nhân mình nghĩ thì đôi khi trong suốt cái quãng đời mà chúng ta sử dụng điện thoại, chẳng bao giờ chúng ta sử dụng đến kháng nước kháng bụi cả. Nhưng nếu chỉ một lần sử dụng đến nó thôi, có thể nó sẽ cứu cái điện thoại của chúng ta. Ví dụ như là cái chiếc Oppo Reno 10X Zoom này của mình, nó không có kháng nước kháng bụi. Bây giờ mình vẫn đang sử dụng bình thường. Và chắc chắn rồi, cũng giống như các bạn, mình cũng sẽ hoàn toàn có thể sử dụng cái luận điểm đó là điện thoại của tôi thì không kháng nước kháng bụi, nó đã chết đâu. Đúng nào? Đúng, mình công nhận. Đấy. Thế tại sao bây giờ điện thoại nó có kháng nước kháng bụi, tại sao chúng ta lại không đón nhận? Và vừa nãy mình cũng đã nói rồi đấy, chỉ cần một lần nó cứu chúng ta thôi thì chắc chắn là cái điện thoại này nó đã không bị hỏng. Đúng nào? Hoặc là nhiều bạn nghĩ rằng ui dồi, điện thoại giá rẻ thì kể cả nó hỏng thì mua điện thoại mới. Đúng nào? Ok, cũng đồng ý luôn. Nhưng những cái dữ liệu ở bên trong này, nếu các bạn quên chưa backup thì sao? Những cái đó là những cái theo các bạn có quy ra được bằng tiền hay không? Nếu đấy là những dữ liệu quan trọng đối với bạn. Đúng nào? Đơn giản như này, bạn đang để điện thoại vào trong túi quần đấy, đang đi dạo hồ bơi cái thứ, tự nhiên bạn của bạn trêu bạn, đẩy bạn xuống hồ bơi trong khi điện thoại của bạn không kháng nước kháng bụi. Thế lúc đấy xử lý như nào? Thế chả lẽ mất đền bạn của bạn à? Mà khéo khi như thế lại còn mất cả tình cảm bạn bè ấy chứ. Đấy, trong khi đó thì nếu mà điện thoại kháng nước kháng bụi thì thôi, lên cười với nó tí, thôi lần sau mày đừng đùa tao cái đấy nhá, may điện thoại tao kháng nước kháng bụi đấy. Đấy, thế gọi là vui vẻ hơn không? Đấy, hay là ví dụ như bạn đang ở nhà mà con bạn nó nghịch quá, nó cho điện thoại vào trong cốc nước, hay là nó nhỡ may làm đổ nước lên trên điện thoại, hay là bạn đang đi đường nhỡ may có một cái cơn mưa bất chợt nó mưa đến thì sao? Đúng nào? Thế thì có kháng nước kháng bụi nó vẫn hơn là không chứ, đúng nào? Đấy. Thế thì hay là ví dụ bây giờ này, mình vui vẻ một chút với cả các bạn đi. Đây, một cái chiếc Redmi Note 10 Pro mình vừa mới lấy từ trong hộp ra luôn đây. Đấy, vẫn còn nguyên siêu ở phía mặt lưng này. Đấy, vừa mới khởi động cái màn hình để vào màn hình chính xong. Mình để ở đây. Đấy, mình lấy một chai nước này đi. Đấy, mình đổ nước lên trên này. Đấy. Nó thực tế luôn đây này. Đấy, mình đổ nước lên trên này. Đấy, cũng giống như là nhỡ may con bạn đổ nước vào đây thôi mà. Đúng không? Hay là nhỡ may có một cơn mưa, mà mình nói thật chứ, mưa đã ăn thua gì so với việc là đổ nước như này. Mình nói luôn đấy là nếu mà các bạn thấy là một cốc nước nó đổ lên điện thoại của các bạn ấy, thì chắc chắn là cái điều đầu tiên chúng ta làm là gì? Đấy là chúng ta rút ngay cái điện thoại ra. Đúng nào, không là nước nó vào tiếp. Nhưng đây mình cứ để im ở đây, mình nói tiếp cho các bạn, nói đến hết video thì thôi, để xem là liệu nó có chết hay không nhé. Mình vẫn luôn luôn giữ quan điểm đấy là kháng nước kháng bụi là cái thứ cần thiết ở trên điện thoại. Bởi vì đôi khi chẳng bao giờ chúng ta sử dụng đến nó đâu, nhưng chỉ cần đúng một lần duy nhất chúng ta sử dụng đến thôi là nó đã cứu cái điện thoại của chúng ta, nó đã cứu rất nhiều dữ liệu của chúng ta cũng thế. Đúng nào? Cũng giống như việc là nhiều bạn nói rằng ôi dồi ô tô có nhiều túi khí để làm gì, đúng không? Đấy, nhưng mà chỉ cần một lần duy nhất thôi, nó cứu chúng ta là nó cứu mạng sống của chúng ta đấy. Đấy. Còn những cái thứ mà mình nghĩ là làm màu ở trên điện thoại này, ví dụ như ở trên Redmi Note 10 Pro chẳng hạn. Đấy, thì mình thấy là cái camera 108 megapixel đấy mới là cái thứ làm màu, chứ không phải là kháng nước kháng bụi đâu. Kháng nước kháng bụi thì mình thấy rất cần thiết nhé. Camera 108 megapixel của những cái con hiểu là Redmi Note 9 Pro 5G hay là Redmi Note 10 Pro thì nó chỉ làm màu thật, bởi vì camera 108 megapixel nó rất là bình thường. Đấy. Tiếp tục nữa đấy là những cái điện thoại nào mà nó có cái camera 2 megapixel ở phía sau ấy, ví dụ như là hỗ trợ cho việc chụp ảnh smartphone có độ phân giải là 2 chấm này, và cái camera macro có độ phân giải là 2 chấm này, đấy là làm màu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà muốn xóa phông ấy, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng camera chính để giả lập được. Đúng nào? Google Pixel đấy, nó đâu cần phải camera hỗ trợ cho việc chuyển xóa phông đâu, nó vẫn có thể xóa phông được cơ mà, đúng nào? Camera macro thì chúng ta có thể sử dụng cái camera tiêu cự ngắn, nghĩa là ta camera góc siêu rộng để mà chụp macro được. Tiếp tục nữa, đấy là
màn hình IPS mà lại 120Hz, giống như kiểu cái con Poco X3 vậy, Poco X3 Pro ấy, màn hình vừa đục lại còn vừa tối nữa, thì mình nghĩ là 120Hz này thì đấy mới là cái làm màu. Chứ còn 120Hz ở trên AMOLED thì là ok nhá. Tiếp tục nữa nào, zoom số 100x thì đấy là làm màu thật. Đấy, đấy là mình nói luôn. Bởi vì là khi mà chúng ta zoom quá xa như thế thì thứ nhất đó là nó rất bị vỡ hình, hình nát bét luôn. Kể cả các hãng bây giờ họ đã làm sao cố định cái điểm mà các bạn zoom vào, ví dụ như là Samsung chẳng hạn, họ có một cái thuật toán và phần mềm như thế, nhưng nó vẫn khiến cho cái điện thoại của bạn nó bị rung tay khi chụp và hình thì vẫn nát bét luôn. Đấy. Vậy nên là cái zoom 100x thì mình thấy là nó là làm màu. Pin 7000 mAh ở trên Samsung Galaxy M51, cái đấy là cái mà mình thấy là làm màu thật. Bởi vì là mặc dù pin trâu như thế nhưng các bạn thấy đấy, sạc phải hơn 2 tiếng mới đầy pin. À đây có hỗ trợ sạc nhanh đấy, kinh quá. Pin 7000 hỗ trợ sạc nhanh, sạc hơn 2 tiếng nó đầy, trong khi đó là những cái điện thoại khác 3 phút nó đầy pin rồi. Đấy, thì đấy là làm màu. Hay là các cái tính năng như kiểu là sạc ngược cho các thiết bị khác, sạc ngược không dây nhá. Đấy. Và những cái tính năng nữa thì ví dụ như là cái vân tay bên trong màn hình của Galaxy A52 với A72, trời ơi nó chậm vô cùng, nó tệ vô cùng luôn. Thế thì thà như thế mình sử dụng cái vân tay siêu nhanh ở bên cạnh hông của con Redmi Note 10 và Redmi Note 10 Pro còn hơn. Đấy, thì đấy mới là những điểm làm màu. Đấy. Chứ còn mình thấy là kháng nước kháng bụi là cái điểm rất cần thiết ở trên điện thoại. Bạn nào nghĩ rằng là không cần thiết thì hãy có thể để lại comment. Mình hoàn toàn đón nhận cái ý kiến đó, bởi vì cũng giống như vừa nãy mình đã nói thôi. Đấy là nếu mà chúng ta thấy rằng là ở điện thoại chúng ta chả kháng nước kháng bụi, bây giờ nó vẫn đang sống bình thường thì vẫn ok thôi. Đấy, nhưng mà mình nói thật luôn, bây giờ bảo mình ngâm cái Oppo Reno mới chung vào nước này thì bố bảo cũng không dám ngâm. Đúng nào, mất dữ liệu trong này cũng là vỡ mồm đúng không? Còn đây, Redmi Note 10 sau khi đã ngâm vào nước đây, đấy, giơ lên này này. Chết thế nào được, đúng nào các bạn. Này, này ngâm phát tiếp phát nữa nhá. Nâng lên này thì chết thế nào được. Nhưng mình đảm bảo với các bạn luôn nhá. Không có kháng nước kháng bụi thì là chết, chắc là cái chắc luôn. Đấy, bạn nào dám không thử đi. Đấy, còn đây này, các bạn nhìn này. Cái hiệu ứng ở phía sau này, hiệu ứng lá sen luôn này, nó giống như có một cái gì đấy nó phủ nano ở bên ngoài đây này. Ở trên cái phần mặt lưng này, rồi là trên cái phần màn hình này, mình thấy có hiệu ứng lá sen ở đây này. Ok, còn các bạn thì các bạn có thể tham khảo qua giá bán của một số những sản phẩm, ví dụ như là Redmi Note 10 với cả Redmi Note 10 Pro đang được bán tại Hoàng Hà Mobile nhé. Và Hoàng Hà Mobile thì họ cũng bán rất là nhiều những sản phẩm khác, ví dụ như là iPhone chẳng hạn. iPhone thì họ có bộ 4 iPhone 12 series này, rồi là iPhone SE 2020 họ vẫn bán này, iPhone 10R, iPhone 11. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.